rồi. Đây là sát thủ hái dừa, Nguyễn Văn Vũ. À, leo nè, leo từ gốc dừa mà leo lên cây dừa, dắt cái cưa bên hông. Đây là dừa nhà nha quý vị, dừa nhà nè, mà đặc biệt là dừa ở đây hái là không có lấy cây chọc, cần leo lên không à. Đây là vườn dừa nhà của mình nha, đồng ruộng cò bay gãy cánh luôn đó, dịch quá trời đó. Cứ dịch nó vô nó ăn cái chút mình ra mình lượm trứng của nó quá trời luôn quý vị. Đây là cái liều nè, đây là cái trung tâm ăn nhậu lý tưởng buổi trưa, rất là mát mẻ. Mình làm cọng dây đó chi anh luôn. Không xuống nè. Giật cái quầy dừa xuống hả? Rồi rớt cái xuống bể dừa hết sao? Nhà mình tới dừa, mình tới mùa thu hoạch nha quý vị. Đây là cái người mua dừa nè nó. Mua lận chục hai chục gì uống nè nó. Đây là Nguyễn Văn Vũ, là cái người chuyên leo dừa, cưa dừa và hái dừa, bán dừa. Còn đây là Nguyễn Văn Cà Luôn. Nguyễn Văn Cà Luôn nha. Người này lai Pháp, lai Canada nhưng sống ở Việt Nam. Là chuyên gia nè, nó người này chọc dừa, còn cái người này là chuyên gia hứng dừa. Hay ha. Kỹ thuật cái ai nghĩ ra cách này hay. Chính là chú hai. Leo lần khó quất hai quầy đi thím Tám ơi. À, cái này ăn được, cái kia ăn chưa được. Dạ. Yeah. Đếm cho mấy chắc. Bây giờ Tám chắc lần cái gì đó nó luôn. Cái tôm ôm không có nổi đâu. Vừa mình bán nhiêu trái hả? Cho Tám mượn cái dao đi con. Dừa rất là rẻ quý vị ơi, leo cực khổ mà bán rẻ quá. Giao à. Xách nguyên quầy cho dễ anh ta. Dừa rất là ngon quý vị, thơm ngon bổ rẻ 7.000 trái. Dừa non uống cho nó mát.